Mình đã lao động và đánh đổi những gì để có được những sự hào nhoáng như mọi người thường thấy. Đó, thì cách đây 1 tuần trước mình mới vừa có một phiên live kéo dài gần 10 tiếng. Sau đó khi vừa up live xong là mình chính thức dập nguồn luôn đó mọi người. Rồi chưa hết nha, bay vô soạn đồ để mà đúng 5 giờ sáng ra sân bay để chuẩn bị về quê Thái Lan. Và có những câu hỏi mà mình thấy được mọi người đặt ra nhất đó chính là vì sao mà mình lại có những cái năng lượng như vậy, như là sự tự tin, am hiểu rất rõ về bản thân hoặc là kiếm tiền. Và có một điểm mạnh mà mình rất là tự hào về bản thân của mình, đó chính là mình luôn mong muốn mình xinh đẹp nè, trau dồi thêm nhiều kiến thức về làm đẹp, và đặc biệt nhất là mình nhân rộng cái tinh thần đó ra. Vậy mấy bà biết không, bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, quan trọng nhất là bạn phải trân trọng ngay chính bản thân của mình đó thì bạn mới đạt được sự tự tin trong cuộc sống. Vậy mấy bà con gái nhớ nè, mấy bà không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất kỳ ai. Đó thì tới Thái rồi nè. Ê mà sẵn tiện tôi share cho mấy bà luôn ha, là dạo này tôi bắt đầu tập tành đọc sách rồi đó. Là đây, không ai nợ bạn sự xinh đẹp. Lý do vì sao? Ví dụ mình mập thì mình giảm cân, da xấu thì skin care, ngũ quan thấy ghê thì đi kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Và mấy bà tin tôi đi, cuốn sách này sẽ giúp cho mấy bà học cách yêu bản thân mình hơn và vượt qua được những định kiến của xã hội. Và mấy bà nhớ nha, vẫn cứ làm đẹp miễn là bạn thích một cách văn minh, chứ không cần vì xã hội hay là bất kỳ ai. Và có một câu nằm trong trang 72 mà cuốn sách này có nói, là để trưởng thành bạn phải biết ơn con người cũ của mình, tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và tạm biệt con người cũ ấy và bước tiếp. Và theo quan niệm cá nhân riêng của mình đó, thì mình sẽ không cần so sánh mình với bất kỳ ai, mà mình chỉ cần so sánh mình tốt hơn của quá khứ, tốt hơn của ngày hôm qua thì cũng đã là tuyệt vời lắm rồi. Vậy nha mọi người, một video deep deep chiêu chiêu để tôi muốn gửi thông điệp với mọi người rằng á, là ai trong chúng ta cũng sẽ có quyền làm đẹp và cũng sẽ có quyền giúp bản thân mình đẹp và hoàn hảo hơn. Vì khi mọi người đẹp á thì mọi người sẽ dễ thành công, và khi thành công thì chúng ta sẽ có nhiều tiền. Và một lần nữa nhả vía cho mọi người nè mà ấy kêu.